Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.143.967 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi cho đến nay là 911.310 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.295 ca. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.118 ca. Ngày 23 tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, thời gian gần đây số ca mắc mới ở Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện đều có xu hướng tăng, nhất là tại Thành phố Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo phường, xã, thị trấn thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, quyết định 4.800 của Bộ Y tế và quyết định 3.900 của Ủy ban Nhân dân thành phố, đảm bảo thống nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương, không cục bộ, các cứ hoạch ban hành quy định vượt quá mức cần thiết. Đồng thời, xem thần tốc truy vết, xét nghiệm là then chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt theo diễn biến dịch, chuyển dần các vùng cấp độ 2, 3, 4 về cấp độ 1. Các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quận, huyện ra soát, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiêm vaccine, nhất là mũi 2, tiêm lưu động, tiếp cận đối tượng có nguy cơ cao, đảm bảo thuốc điều trị, trang thiết bị y tế, khoanh vùng cách ly trên phạm vi hẹp nhất có thể, thực hiện nới lỏng, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn, đủ điều kiện. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư, nắm tình hình người dân ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc. Sở Y tế có trách nhiệm giám sát trọng điểm hội chứng cúm ILI, viêm phổi nặng SVP, giám sát trọng điểm COVID-19, giám sát dựa vào sự kiện EBS, sớm phát hiện trường hợp nghi mắc COVID-19 tại cộng đồng. Sẵn sàng thiết lập trạm y tế lưu động ở phường, xã, bổ sung nhân lực cho trạm y tế phường có ca mắc tăng cao. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh phải nghiêm túc phân luồng, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm quy trình khám sàng lọc, đảm bảo đủ oxy, máy thở, giường cấp cứu, các điều kiện cần thiết khác trong thời gian sớm nhất. Sở Y tế phải hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng thiết lập hệ thống điều trị bao gồm các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch, cập nhật thường xuyên lên hệ thống an toàn COVID-19, đảm bảo an toàn ở khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp đông công nhân, trường học, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc an toàn mới sản xuất phải an toàn. Các sở, ngành tăng cường kiểm tra tại các bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, thường xuyên cập nhật trạng thái trên bản đồ chung sống an toàn với COVID-19, xử nghiêm vi phạm phòng chống dịch,